Chia sẻ với tờ Yonhap Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận xét thẳng thắn về ông Chu Xie khi đội tuyển Việt Nam có thành tích không tốt trong thời gian qua. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu không tốt trong thời gian qua khi toàn thua trong 3 trận đấu gần nhất với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Điều đó khiến cho người hâm mộ Việt Nam vô cùng thất vọng. Trong đó, ở trận đấu với Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuống sân bắt tay người kế nhiệm Chu Xie và từng cầu thủ. Ông cũng trực tiếp theo dõi trận thua 0-6 của đội tuyển Việt Nam ở trên khán đài. Chia sẻ với tờ Yonhap, ông Park Hang-seo đã nhận xét về huấn luyện viên Chu Xie. Ông cho biết, tôi có triết lý bóng đá của riêng mình. Huấn luyện viên Chu Xie cũng vậy, ông ấy đang có tính toán ở đội tuyển Việt Nam. Tôi biết ông Chu Xie là người có năng lực và có hướng đi riêng. Tôi hy vọng ông thành công trên con đường cùng đội tuyển Việt Nam. Khi được hỏi về màn gặp lại các học trò cũ ở đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo cho biết, tôi rất vui khi gặp lại những cầu thủ. Tôi đã động viên họ cố gắng giành chiến thắng. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc thu hoạch được nhiều điều sau trận đấu này. Tôi mong đợi các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn. Nói thêm về đặc điểm của bóng đá Việt Nam, vị chiến lược gia này khẳng định, đó là đội bóng có tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được nhiều lời mời huấn luyện sau khi rời đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông đã từ chối tất cả. Hiện tại, ông tập trung phát triển lò đào tạo bóng đá trẻ vừa khai trương ở Việt Nam. Tôi đang đào tạo, phát triển các tài năng bóng đá nhí ở Việt Nam. Tôi cũng muốn thử làm công việc này ở Hàn Quốc nếu có điều kiện, ông Park Hang-seo nói thêm. Sau trận thua đội tuyển Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam trở về tập trung ở câu lạc bộ chuẩn bị cho V-League. Vào tháng tới, Rồng Vàng sẽ có 2 trận đấu gặp Philippines 16/11 và Iraq 21/11 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.